lúc đầu em cũng không, lúc đầu mà trước khi vào học thầy á, thì trong đầu em suy nghĩ mông lung rất là nhiều thứ. Ví dụ những cái mông lung thử coi. Trước đó thì em rất muốn học DJ nhưng em không biết học ai phù hợp, thì em có lên YouTube nhiều lần thấy chị Ngân đánh á, thì em cũng tò mò, rồi thấy rồi em tình cờ thấy mấy cái YouTube mà thầy dạy á, em cố tập trung thử nghe giảng mấy cái bài nhỏ nhỏ của thầy mà người ta up lên á, thì em thấy khá là dễ hiểu. Em nhìn qua mà em không được học trực tiếp với thầy nhưng em vẫn hiểu, thì em nghĩ là một đứa mà không biết gì như mình mà nhìn qua video thôi mà cũng hiểu thì chắc là thầy dạy dễ hiểu lắm, nhưng mà không biết cách dạy bên ngoài thì sao. Và DJ thì nó rất là khó vì có rất là nhiều bàn phím, nhìn vào thì không biết cái đường nào để mà mình hiểu, mình sử dụng nó, thì liệu thầy có dạy cấp tốc được không? Hiểu, Thì thầy ngắt lời em chút xíu nha. Tức là em đang hình dung á, là trên video á, thì thấy hiểu mà không biết ngoài đời có thiệt hay không. Giống như trên video thấy thầy Quang đẹp trai mà không biết ở ngoài thầy Quang có đẹp trai thiệt hay không. Nói vui với các bạn thôi. Trên video là một cái bài giảng rất là ngắn trong một khoảng thời gian ngắn và càng cực kỳ khó truyền đạt hơn nữa so với ngoài đời thật. Ngoài đời thật thì mình có tiếp xúc nhau, em đụng cái gì thì em hỏi ông thầy. À, thì và thầy cũng thăm dò được là em đang bị lỗ hổng kiến thức ở chỗ nào, thầy còn chỉnh được. Còn trên video là một cái cách truyền đạt cực kỳ khó đối với một người giảng dạy từ xa, một người giảng dạy online. Nhưng các bạn, không những các bạn mà em coi hiểu liền, tức là ông thầy dùng những ngôn từ bình dân nhất, dễ hiểu nhất, có một cái giáo trình nó đi theo một cái lộ trình làm sao cho những người mà yếu kém nhất người ta cũng hiểu được, đúng không? Rồi, ok, bây giờ em nói tiếp, em còn cái mông lung nào nữa không nào? Lúc học thầy thì em cũng có mong muốn là học cấp tốc nhanh nhất có thể, Ừ. nhưng không biết là bản thân mình khả năng ngang đâu, thì em mới tìm đến thầy để trải nghiệm thử thử sức của mình. Thì thông qua một buổi giảng đầu tiên, em thấy 1 đến 2 tiếng đầu thầy dạy khá là dễ hiểu và em cảm thấy là không còn cái cảm giác là sợ từ bỏ cuộc nữa, mà lại còn càng học càng muốn học hơn. Và trong lúc thầy dạy thì thầy dạy rất là kiểu dạng giống như là tụi em cảm thấy bị thu hút bởi cái lối giảng của thầy á, là nó dễ hiểu nhưng mà kiểu tạo cái cảm giác dễ chịu để cho tụi em tiếp thu á, nó vui á, chứ nó không phải là bị áp lực á này. Vì khi mà học bài bình thường thôi chứ không phải học DJ nữa mà mình cảm thấy áp lực thì mình sẽ càng khó tiếp thu hơn. Ông thầy á, thầy không biết làm sao chứ kỹ năng tạo áp lực cho học trò thầy không biết làm sao. Mấy ông thầy dạy hồi xưa thầy đi học trên trường cũng vậy, hoặc học bất kỳ môn nào, cái áp lực duy nhất của một người thầy tạo cho học trò đó là khiến cho học trò cảm thấy là mà mình là một đứa ngu, mình là một đứa không có năng khiếu, mình là một đứa chậm tiêu. Chính vì ông thầy tạo cái áp lực đó thì học trò sẽ rất là buồn, nản, khó chịu và cảm thấy hình như là ông thầy nói đúng, mình ngu thiệt hả ta, mình không có năng khiếu với môn này hả ta, rồi riết rồi nản rồi nhiều khi là bỏ luôn cái môn đó, không bao giờ học, thì vô tình là thui chột luôn một cái niềm đam mê của bạn đó. Và bạn đó bị dán một cái nhãn mác rằng đừng bao giờ học nhạc nhé, đừng bao giờ học DJ nhé, đừng bao giờ học hát nhé. Đó là một cái điều mà với đừng có nói là cương vị của một người thầy, cương vị của một người cha, người mẹ mà tạo cái đó cho con thì thôi tội nghiệp đứa con lắm. Cho nên việc của ông thầy Quang là học trò mà không hiểu là do lỗi của ông thầy Quang. Cho nên chính vì lý do đó chưa bao giờ mà thầy bỏ cuộc với bất kỳ học trò nào yếu kém cả. Và nhờ những học trò đó mà thầy mới suy nghĩ ra là nói kiểu gì để cho bạn đó hiểu nhanh nhất, để hiểu dễ nhất. Giống như là để ý xem coi bạn này đam mê là gì, thí dụ thích nấu ăn thì thầy chuyển ngôn ngữ của DJ thành món ăn hết. Bạn đó thích thể thao thì chuyển hết ngôn ngữ của DJ thành cái môn thể thao, thậm chí là môn kinh doanh nữa. Thì bạn nó sẽ tiếp thu rất là dễ. Thêm một cái yếu tố nữa rằng là ngay từ đầu em đến học với thầy, em chưa có nói với thầy về cái nội dung là em muốn học cấp tốc. Nhưng mà nguyên tắc của ông thầy vô là ông thầy cứ è cổ ra ông thầy nạp. Em không cấp tốc hay là em muốn học chậm thầy cũng nạp rất nhanh. Và thầy có nói một câu rằng
thầy sẽ đưa một cái dòng chảy kiến thức và kinh nghiệm vô cho em một cách nhanh nhất. Nếu em cảm thấy mà nhiều quá không hiểu kịp, thầy ơi chậm lại chút xíu, thầy sẽ đi chậm lại để cho em cảm thấy thoải mái. Nhưng em là một đứa thích nuốt kiến thức, cộng thêm một cái áp lực của em là em muốn học nhanh để nhanh chóng, thứ nhất là để cho ông thầy ông bay đi nước ngoài hay sao á, hai nữa là để mau chóng ra nghề, đúng không? Thì trong 3 buổi với một cái lượng kiến thức, một cái khối lượng thao tác và cái quỹ thời gian em dành cho ông thầy cũng nhiều á. Bạn đó hình như là vô trong đây học là nguyên một ngày nghỉ hết từ 24 tiếng là chỉ dành thời gian để tập trung toàn tâm toàn ý để học thôi. Thì kết quả là em biết được cái này. Rồi, còn cái khó khăn, còn cái lăn tăn mông lung nào nữa mà em còn lo lắng trước khi đi học thầy Quang không? Trước đó thì cũng có nhiều người đó nói về khả năng của em, tức là em đam mê, nhưng mà người ta test thử thì người ta nói là em ơi em bỏ cuộc đi. Test bằng cách nào? Test tức là bằng cách là em học qua người ta đó. Học qua thử người ta hả? Dạ, thì người ta nói là em bỏ cuộc đi. Tức là em không có năng khiếu đúng không? Người ta nghĩ là em không có nhịp sẵn trong người. Ôi trời. Và em không chắc, và người ta nghĩ là em nên chuyển hướng sang một ngành khác đi. Nhưng mà cái ngành đó là em không đam mê. Mà em luôn quan niệm trong người mình rằng là cái gì mình không đam mê thì mình có cố thì cũng không làm được, mà cái gì mình đam mê thì chắc chắn mình sẽ làm được. Và em không tin lời nói của người ta là thành sự thật. Và em đang muốn thực hiện ước mơ của mình, tức là mình đam mê rồi nhưng mà mình vẫn muốn thực hiện cho người ta thấy là lời nói của người ta đã sai khi nhận định về mình. Và em đã tìm đến thầy, tức là em không phải là không có khả năng, mà là vì em chưa được truyền đạt đúng kiến thức thôi, chưa gặp được sư phụ. Đúng rồi. Sẵn trong cái câu nói của em á, mới nói với những người thầy dạy DJ nói riêng và những người thầy dạy các môn khác nói chung, với kinh nghiệm là một người thầy về kỹ năng truyền đạt riêng về mảng âm nhạc được hơn mười mấy năm, thì nhận ra một điều rằng trong giảng dạy không có khái niệm test về năng khiếu của cái người học trò đó. Test thử coi bạn lanh hay không. Thế thì chẳng khác nào mình đang so sánh cái tuổi thơ của ông thầy với tuổi thơ của bạn đó. Tại vì tuổi thơ của ông thầy nhiều khi có những cái thói quen về âm nhạc tốt thì hình thành được cái năng khiếu âm nhạc tốt. Còn tuổi thơ của cái bạn đó chân lắm tay bùn, làm lụng, hoặc là cha mẹ không cho nghe nhạc, môi trường không có gì hết trơn á, thì cái năng khiếu của bạn đó, cái thói quen của bạn đó sẽ không được hình thành thành một cái năng khiếu. Cho nên là chúng ta không nhìn vô cái đó mà chúng ta đem so sánh là bạn không giống tôi cho nên thôi bạn chọn nghề khác đi. Đó, thế thì làm thui chột cái năng khiếu. Trong các môn nghệ thuật hội họa nè, hát nè, vẽ nè, làm thơ, làm văn, âm nhạc, đó là những cái môn mỹ thuật á, thì không có khái niệm gọi là năng khiếu. Cho nên là ông thầy sẽ là người tạo ra năng khiếu cho em, và chính thầy tạo ra cái năng khiếu DJ cho em bằng cách là cho em những cái thói quen, những cái động thái khi nghe nhạc. Mình chỉ có thể thui chột một đứa nhỏ nếu nó sinh ra cái não bộ của nó bị chậm, tay chân nó bị yếu. Đâu thể nào kêu một đứa nhỏ mà tay chân ra nó bị cơ nó yếu á, mình lại bắt nó đi tập tạ hay gì được thì đương nhiên tội nghiệp nó. Hoặc nó đẻ ra cái neuron thần kinh của nó ít hơn người bình thường thì khả năng tiếp thu nó chậm hơn. Thì những trường hợp cá biệt đó mình mới gọi là thôi hãy chuyển hướng làm một cái gì đó nó đơn giản hơn. Còn các bạn đến học với thầy, các bạn học âm nhạc, toàn là dân kinh doanh, toàn là dân đi làm ăn, lao động, thậm chí rửa bát, rửa chén, đi cắt tóc, thì những người đó là đã những người có cái tư duy bước ra cái cuộc đời này kiếm tiền rồi. Thì cái đầu của họ là cái đầu rất là bình thường. Cho nên đối với những người đó, nếu dạy không được cho những người đó là ông thầy dở, ông thầy không biết cách truyền đạt, ông thầy không chịu kiên nhẫn để tìm ra, kiên nhẫn đây không phải là kiên nhẫn dạy nha, kiên nhẫn tìm ra phương pháp nói cho người ta hiểu. Còn cái chuyện mà kiên nhẫn dạy thì trời ơi, người ta bỏ tiền ra, người ta học mình, người ta đóng học phí, người ta mua công sức của mình, mua cái thời lượng của mình ngồi kế bên, thì mình phải toàn tâm toàn ý mà dạy cho người ta. Thầy chưa bao giờ dùng một cái từ là thầy kiên nhẫn với học trò hết.
mà thầy làm đúng cái chức trách, hoặc nói một cách bình dân là được thuê để làm tròn trách nhiệm đó, thì thầy sẽ làm tròn trách nhiệm đó. Hen. Rồi, cho nên sau này thầy nói câu chuyện như vậy đối với em á, để sau này thầy hy vọng em sẽ là người dạy DJ cho những người khác. Em dạy DJ cho con em dạy DJ cho các bạn lứa khác của em. Và em lấy cái tinh thần này của thầy để áp dụng cho các em đó. Đừng bao giờ la, đừng bao giờ chửi nó hết. La chính bản thân em trước. Tại sao ông thầy, ông nói mà mình dễ hiểu, mà mình nói cho mấy đứa kia nó không hiểu vậy, chắc là nó ngu hơn mình. Không phải. Xuất phát điểm mình cũng là số 0 thôi. Xuất phát điểm mình cũng là một đứa không biết nhịp thôi. Hiểu không? Dạ. Ok. Chung là thông qua đợt này thì em cũng cảm thấy là rất biết ơn thầy. Ôi, có gì biết ơn. Một người thầy mà kiểu giống như là truyền đạt cho người học một phần về kiến thức của mình, mà thầy cũng giúp cho tụi em nhận ra một cái năng khiếu, cũng là giúp cho tụi em tự tin hơn, giúp cho tụi em vượt qua được cái suy nghĩ, cái những cái mà bản thân không nghĩ là mình sẽ làm được. Chỉ cần cố gắng và có đam mê, và nói chung là mình phải quyết tâm tập trung những gì, và gọi là tự tin về những gì mà mình cảm thấy là mình muốn làm thì mình sẽ làm được. Mà cảnh báo trước, trong nghề DJ đây chỉ mới là nó gọi là nghiệp vụ thôi nhé. Thầy truyền cho em đó là nghiệp vụ thôi, nghiệp vụ thao tác thôi. Còn để mà kiếm tiền được nghề này, sẵn đây nói luôn ra nha, có rất là nhiều thứ mình phải nỗ lực hơn gấp chục lần với cái việc học này. Thứ nhất là nỗ lực giao tiếp nè, mua nhạc nè, để dành nhạc nè, đi diễn nè, đầu tư hình ảnh nè, giao tiếp với bầu xô nè, để dành tiền nè, lấy tiền đó đầu tư ngược lại nè. Rồi ô trời ơi, rất là nhiều thứ. Và đầu tư về, nhất là con gái nữa, đầu tư về nhan sắc, trang phục nữa. Rồi, và đừng bao giờ nói một cái câu, trong cái ngành này là một cái ngành nhạy cảm, nhiều cạm bẫy. Đừng bao giờ nói được cái câu đó hết. Tại vì một khi mà em gọi là cạm bẫy, tức có nghĩa là chỉ có lòng tham mới khiến em bị dấp vào cạm bẫy mà thôi. Mình tham đây, ai cũng tham hết. Mình tham tiền, dĩ nhiên. Nhưng tham tiền thì phải chấp nhận bẫy. Cái bẫy đó mình có vượt qua được hay không mà không bị dính bẫy nặng thì đó là ở em. Đó. Cho nên là trong nghề này chúng ta tham nhiều nhất, đó là tham kiếm tiền một cách mà bằng tài năng của mình nhiều nhất. À, làm cho khách hàng của mình vui nhất, làm cho khách hàng si mê với cái âm nhạc của mình nhất. Đó là cái cách để mình thể hiện cái lòng tham của mình. Chứ tham đây không phải là tham chơi. À, tham chơi, tham hưởng thụ, à, tham có một khoảng thời gian ngắn kiếm tiền không có chân chính. Đó, thì mình ráp hết mấy cái đó vô để mình duy trì cái nghề DJ này của mình. Có thể là em sẽ đánh trong nghề DJ này chắc 5 năm hoặc là 10 năm thôi, lấy cái số vốn đó làm bắt đầu kinh doanh, mở trường dạy DJ giống thầy, hình dung không? Dạ.